Dạ, mến chào cô chú anh chị, cô bác anh xa đã đến video tiếp theo của Hiền nha cô chú anh chị mình. Dạ, thì cô chú anh chị ơi, thì Hiền hôm nay thì hiện tại giờ đang ở ngay thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Hiện đang đi trên đường thì đi đến cái ngôi miếu của bà Thủ Thiêm Quyền Nữ. Thì nghe người dân họ đến đây kể rằng là miếu bà Thủ Thiêm thì bà thử kho vàng kho bạc thì như thế nào, ở Ba Chúc thì có cây dầu ở giữa đường đó, chú anh chị phải rất là quen rồi. Đây, cây dầu đây mà. Thì đi qua khỏi cây dầu thì có cái ngã ba đường về chùa Tam Phủ và đường về đường lớn về núi Tượng nha quý vị, cũng là đi đường về núi Đớp. Cũng sắp đến đó nha quý vị. Đây là cái đường mình đi vô chùa núi Đớp nè. Đây là cổng chùa An Sơn Tự. Dạ, thưa cô chú anh chị mình, thì hiện tại bây giờ Hiền đang đứng ở chùa An Sơn Tự. Thì cô chú anh chị mình thì cũng hiện cũng đang đứng ở trước sân chùa. Dạ, thì cô chú anh chị ơi, thì bữa 19, 20, 21 tháng 11 hàng năm thì nơi đây có là lễ dỗ tổ. Dạ cô chú anh chị, rất là đông đúc, thì giống như ở chùa Ba Chúc mình cũng vậy, ở chùa Đông Sương, chùa Tam Bửu á. Thì đây là An Sơn Tự, thì nằm thuộc đường lớn của núi Tượng nha quý vị. Thì bây giờ thì Hiền sẽ đi về phía của ngôi chùa An Sơn Tự, thì có thờ bà Cụ Thiên Quyền Nữ. Thì nghe người dân nơi đây nói là bà giữ kho vàng kho bạc nha. Thì sẵn đây thì Hiền giới thiệu cho cô chú anh chị chùa An Sơn Tự. Thì bữa 19, 20 và 21 là lễ tổ chùa Hòa Thượng, còn gọi là chùa Hòa Thượng nha quý vị. Và bây giờ cùng với Hiền đi về phía sau. Cũng là trên núi nha quý vị. Có cái đường mòn, thì nói chung là Hiền cũng nghe nói rằng là nơi thờ bà Cụ Thiên Quyền Nữ rất là linh thiêng. Người ta cũng có khắp nơi thì cũng về đây để mà đi cầu khấn văn sinh, xin tài xin lộc, xin cầu bình an cho người thân. Và nơi đây thì những cái cây mà ta gọi là sống đời á quý vị, rất là nhiều luôn nè, hoàn toàn là mọc tự nhiên nha quý vị, cây sống đời. Núi nè, núi non nha quý vị. Và có một cái đường mòn nhỏ đi vào trong đây. Thì trên đây có những cái ngôi tháp thờ các vị lão hòa thượng rất là đẹp và lớn. Quý vị cũng thấy ha. Đây, ngôi tháp này nha quý vị. Đây là phía sau hậu chùa An Sơn Tự.
Thì quý vị có nhân viên có dịp thì mình về núi Tượng hoặc mình có ghé An Sơn Tự nằm qua khỏi chùa Núi Nước, thì khoảng tầm vài trăm mét thì có ngôi chùa An Sơn Tự. Phía sau chùa An Sơn Tự là thờ bà Cửu Thiên Quyền Nữ, nơi bà giữ kho vàng kho bạc nha quý vị. Trong đây là thờ những vị hòa thượng nè, trong ngôi mộ. Đây là phía sau hậu chùa của chùa An Sơn Tự nha quý vị. Thì dân địa phương nơi đây còn gọi là chùa Hòa Thượng. Thì từ bữa 19, 20 và 21 hàng năm thì có lễ giỗ tổ rất là đông. Người ta buôn bán đồ rất là nhiều. Trong đây có những ngôi tháp thờ nè quý vị, chữ nho không á. Dạ thì kính thưa quý vị, thì có yêu mến Hiền thì like, chia sẻ, ủng hộ nha cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi những cái video clip của Hiền. Một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng là sự động lực lớn nhất của Hiền để Hiền quay những cái cảnh núi non, nơi linh thiêng, chùa miếu cho quý vị cùng xem. Thì sau này thì quý vị có biết nhiều chỗ ở vùng đất An Giang linh thiêng như thế này để mình đi đến mình viếng ha. Cầu bình an, cầu sức khỏe nha quý vị. Nhìn rất là hoang vắng nha quý vị ơi. Thì trên đây là cái ngôi miếu thờ của bà Cửu Thiên Quyền Nữ nè. Mà Hiền nhìn từ xa thì Hiền cũng đã thấy rằng nơi ngôi miếu thờ của bà thì người ta cũng đã đóng cửa rồi. Hiền cũng đột nhập vào mà không đột nhập được ha quý vị. Thì chỉ quay sơ lược cho cô chú anh chị mình. Đây là gần núi nè nha quý vị. Dưới chân núi tượng. Thật là đáng tiếc không đi vào được, thì Hiền đứng bên ngoài, Hiền quay vô cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Này cũng đóng cửa rồi. Nè quý vị, thờ bà Cửu Thiên Quyền Nữ rất là đẹp nha quý vị. Nơi đây, nơi miếu thờ của bà, thì nghe những người dân xung quanh nơi đây thì bà Cửu Thiên Quyền Nữ là bà giữ kho vàng kho bạc. Trong đó có cái hang động nè. Đây thờ ông thần tài, ông địa rất là nhiều nha quý vị. Thì nơi đây thì rất là linh thiêng,
Thì nếu có dịp thì sẵn lễ giỗ tổ chùa An Sơn Tự thì cô chú anh chị mình có ai xem được thì mình về về để mà mình viếng cho biết nha cô chú anh chị. Sẵn đó thì mình viếng miếu Cửu Thiên luôn, biết đâu bà ban cái tài cái lộc về được cho cô chú anh chị mình ha. Dạ thì trên ngôi miếu hiền sẽ quay xuống cho cô chú anh chị mình thì có những ngôi tháp cổ. Là cái gì thấy không? Dạ thì cô chú anh chị mình ơi thì video ngắn nhưng mà video ngắn ngủi của Hiền thì cũng đến đây là kết thúc. Hẹn cô chú anh chị vào video tiếp theo nha cô chú anh chị. Thì đây là chùa An Sơn Tự, thì còn gọi là ở Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Di Tôn, tỉnh An Giang nha quý vị. Thì nơi đây thì Hiền muốn đi xem quay nơi kho vàng kho bạc cho cô chú anh chị mình, thì nơi bà Cửu Thiên Quyền Nữ là bà đang giữ ha, thì cũng nghe người dân ở đây nói. Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, chúc cô chú anh chị mình ngày mới vui vẻ, được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, và có thương và mến Hiền, like chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị. Những ai chưa đăng ký kênh và nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi nha quý vị. Đó là sự động lực lớn nhất của Hiền để Hiền đi quay những cái cảnh núi non chùa chiền để cho cô chú anh chị mình xem. Nếu mà cô chú anh chị mình thì có ai góp ý kiến để cho Hiền để hoàn thiện hơn nhiều hơn để quay những cái thước phim đẹp cho cô chú anh chị mình xem nha cô chú anh chị, nhớ comment xuống dưới, và Hiền mến chào hết cô chú anh chị mình nha.